Hello, xin chào tất cả mọi người, chào các em. Rồi. Hello, rồi xin chào tất cả các bạn. Chào mọi người. Rồi, nhiều bạn quá không chào hết được. Rồi, xin chào các bạn. Tình hình ôn thi đến đâu rồi các em ơi? Đã thấy tự tin vào cái kỳ thi vào đầu tháng sau chưa? Hôm nay cuối tháng 6 rồi đúng không? Cố gắng là tranh thủ thời gian này mình ôn tập và bổ sung những cái phần kiến thức mình còn yếu nhá. Ok. Rồi. Tối hôm nay thì thầy sẽ cùng các bạn chữa cái đề sở Nam Định. Đấy, và thầy cũng thông báo đến tất cả bạn là bình thường thì thầy tổ chức thi thử đúng không? Nhưng hôm nay thầy sẽ chữa đề thi của sở Nam Định. Và trong những cái buổi tiếp theo đây thầy sẽ thông báo một cái chương trình thi thử mô phỏng kỳ thi đại học của chúng ta, để cho các bạn có thể làm quen với kỳ thi sắp tới. Thêm nữa, đó là bắt đầu từ tuần sau, đó thì thầy sẽ livestream rất là nhiều ở trên page để ôn tập toàn bộ kiến thức cho các bạn 2K4. Cũng như đấy là một cái lời cảm ơn với các bạn 2K4 trong một năm vừa rồi đã tin tưởng và đồng hành cùng với thầy. Ngoài các bạn tham gia các khóa học của thầy thì các bạn cũng đã tham gia những cái buổi livestream, cũng đã theo dõi thầy trong một năm vừa rồi, thì đây cũng là những cái buổi học cuối cùng, coi như lời cảm ơn dành cho các bạn 2K4. Đấy, thì đấy là cái chương trình nhá. Cụ thể chi tiết lịch học thì có gì thầy sẽ thông báo đến các bạn sau. Đấy, thì đấy là cái chương trình sắp tới thầy chia sẻ qua như vậy nhá. Rồi. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ nói về cái đề của ngày hôm nay, là cái đề thi của sở Nam Định. Thì có nhiều bạn, thầy vừa đọc comment thấy nhiều bạn kêu là thầy ơi đề này dễ quá chứ làm gì đúng không? Thì nếu bạn nào mà thấy đề này dễ mà làm có thể làm một cách đơn giản mà được 10 thì rất là tốt rồi, thì chắc chắn là 9 cộng nhá. Ok, thì còn thầy cũng muốn là hỗ trợ các bạn yếu đó, thậm chí những hôm sau thì thầy sẽ có những cái buổi hỗ trợ 7 cộng hay là dạy các bạn chống liệt. Đấy, thì đấy là những cái nội dung sắp tới mà thầy sẽ hỗ trợ cho các bạn 2K4 nhá. Ok. Rồi, nhiều comment quá thầy không chào hết mọi người được, thầy sẽ chào chung mọi người thôi. Rồi, thì cái đề ngày hôm nay mình làm là đề sở Nam Định các bạn nhá. Ok. Có bạn vẫn hỏi là em xin link đề đúng không? Thầy đã đăng link đề rồi. Các bạn theo dõi trên page trong khóa học, bạn nào trong khóa học thì vào cái link tài liệu khóa học xem là sẽ thấy. Đúng không nào? Thì thầy cũng phải nói là Nam Định là một cái địa chỉ mà có đề thi rất là uy tín, nổi tiếng nhất là môn văn rồi đúng không? Rất là hay trúng môn văn. Thế còn với môn lý thì thầy theo dõi thì đề sở Nam Định cũng là một cái địa chỉ rất là uy tín để các bạn có thể theo dõi. Những cái câu hỏi trong đề sở Nam Định nó có tính chuẩn xác tương đối là cao để mình tham khảo nhá. Thế nên các bạn lưu ý là đề dễ đề khó thì mình cũng không quan trọng quá cái việc đó. Mình quan trọng làm sao là nó ôn tập vào những cái nội dung mà nó sẽ thi. Chứ còn bây giờ nếu mà làm một cái đề khó thì rất là đơn giản thôi đúng không? Bạn nào trong khoa học lấy sách số 4 của thầy ra làm thì sẽ thấy nó dễ hay khó. Ừ. Phần ánh sáng trắng ở lai C muốn ôn lại dạng nào đúng không? Thầy ghi rất là rõ dạng giao thoa ánh sáng trắng đấy. Em xem đúng cái tên giúp thầy. Ok, rồi có lẽ là bây giờ thầy và các bạn sẽ cùng nhau chữa cái đề này luôn nhá, chữa cái đề này luôn. Rồi, hôm trước thì đang livestream thì nó bị mất mạng. Hôm nay thì không biết là đường truyền, hy vọng là nó sẽ ổn định để chúng ta có thể livestream trọn vẹn cái đề này. Các bạn đang xem live, nếu mà thấy âm thanh ổn rồi, hình ảnh ổn rồi thì có thể comment một cái để thầy biết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa cái đề này luôn. Nào. Rồi. Ổn chưa mọi người ơi? Nếu mà mọi thứ ổn rồi thì mọi người hãy ủng hộ thầy bằng cách là có thể là share cái livestream này, cũng như có thể tag những người bạn thân mình vào để tham gia buổi học ngày hôm nay. Trong quá trình thầy chữa thì các bạn hãy cố gắng là sẽ comment cái đáp án đúng không? 1B, 2C như thế này để chúng ta sẽ tương tác và làm cùng với nhau. Được không nào? Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu luôn nhá. Ừ. Thầy đăng thêm bộ đề trúng tủ. Ok. Đỗ Hiếu. Bộ đề trúng tủ thì trong đêm nay hoặc là sáng mai thì sẽ full cho các bạn là 10 đề nhá. 10 đề là đề tủ. Các bạn yên tâm. Chắc các bạn Hiếu trong khóa học rồi. Ok. Bắt đầu nhá. Không biết nó vào thấu kính không nhỉ? Cái này thì không ai biết được cả nhá, cái này không ai biết được em ạ nhá. Rồi, ok, bây giờ mình bắt đầu luôn. Rồi, Quang Hà mà đề này 9,8, ăn môn lý 9,8 đâu em. Ừ, nhưng mà thế là tốt rồi, chắc là bạn sai một câu đúng không? Tốt rồi. Nào, bây giờ mình bắt đầu nhá. Câu số 1. Một vật dao động điều hòa cùng tần số nhưng mà ngược pha đúng không?
Chúng ta biết là hai dao động ngược pha thì biên độ nó là bằng hiệu. Đó, bằng hiệu. Đấy, chúng ta sẽ nhớ nha. Này các bạn nhớ này. Cái biên độ này có nhớ không? Thầy muốn là chữa nó chi tiết, thế nên là kể cả câu dễ thì thầy cũng cố gắng thầy phân tích lại kiến thức cho mọi người nhá. Cái biên độ thì nó được tính tổng quát như thế nào? Tổng quát có nhớ công thức không? Đây. Đúng chưa? Và nó có 3 trường hợp. Một trường hợp là cùng pha. Cùng pha là A là bằng A1 cộng A2. Trường hợp thứ hai là ngược pha. Ngược pha thì là A là bằng hiệu của A1 trừ A2. Và trường hợp số 3 là vuông pha thì là Pythagore. Đó. Rồi, vậy đáp án câu số 1 thì rất dễ là C rồi. Đúng không? Tiếp theo, câu số 2, phản ứng hạt nhân mà dùng một cái neutron rồi phá vỡ urani 9235 thì đây chính là phản ứng phân hạch, đúng không? Phản ứng phân hạch thì điều kiện là dùng urani, xin lỗi, dùng neutron chậm để bắn phá một cái hạt nhân lớn và vỡ thành hai cái nguyên tử, hai hai cái hạt nhân nhẹ hơn, này là nhẹ hơn so với urani này. Rồi, câu số 3, quang điện trở thì có nguyên tắc hoạt động dựa vào hiện tượng là quang điện gì ạ? Quang điện trong. Đúng không? Quang điện trở. Quang điện trở là một cái điện trở mà khi được chiếu bởi cái ánh sáng thích hợp thì điện trở suất và điện trở của nó sẽ giảm. Câu 3 đáp án D. Câu 4. Đặt một cái điện áp U vào hai đầu mạch chứa cuộn cảm thuần và người ta yêu cầu tính cảm kháng. Thì cảm kháng dễ thôi là ZL. ZL là bằng omega L. Đáp án này. Câu số 5. Đặc trưng nào sau đây thì không phải là đặc trưng vật lý của âm? Đúng không? Đây chúng ta liệt kê ra nhá. Đặc trưng thì gồm có đặc trưng sinh lý. Sinh lý thì gồm có ông nào? Độ cao, độ to và âm sắc. Đặc trưng vật lý thì có những thằng nào? Tương ứng độ cao là F, độ to là L, âm sắc là đồ thị. Và còn có thêm một cái đặc trưng vật lý nữa là Y, là những cái thông số vật lý mà. Đúng không? Vậy là đáp án của chúng ta ở đây nó sẽ là cái độ cao. Đây là đặc trưng không phải vật lý mà nó là sinh lý. Đúng không ạ? Câu 5 C. Câu số 6 của chúng ta. Khi nói về sóng điện từ thì phát biểu nào sau đây là sai? Phát biểu sai nhé. Câu A, sóng điện từ là sóng ngang. Ok đúng. Câu B, sóng điện từ thì lan truyền được trong điện môi. Ok, sóng điện từ truyền hết luôn. Đó, điện môi là môi trường thì nhỏ không dẫn điện. Đó, còn đây là sóng điện từ. Câu C, sóng điện từ là sóng dọc. À, cái này là sai rồi. Đúng chưa? 6C luôn, không cần nghĩ nữa. Sóng điện từ nó chỉ là sóng gì? Sóng ngang thôi, không dọc được. Câu 7, trong chân không. Và người ta hỏi là cái biểu thức tính năng lượng của photon. Đúng không? Photon thì có năng lượng epsilon là bằng HC chia cho lambda. Vậy là đáp án D. Câu số 8, khi nói về dao động cưỡng bức thì phát biểu nào sau đây là sai? Câu A, dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của ngoại lực. Đúng luôn. Câu B, dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số của dao động riêng. Cái này là sai, bởi vì cái này nó chỉ đúng khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thôi. Câu 8, đáp án của chúng ta là B. Rồi các bạn cứ comment nhé, thầy xem nếu mà bạn nào sai thầy sẽ nhắc. Đó, hoặc chỗ nào mà nhiều người sai thầy phân tích kỹ hơn. Thấy mọi người vẫn comment đúng. Câu 9, một con lắc lò xo có khối lượng M và độ cứng là K. Bây giờ người ta yêu cầu là tính cái chu kỳ T. T là bằng 2π. Đúng chưa? Đây chắc là gõ gõ nhầm rồi, đúng không? Đây chỗ này là π đấy, nhưng mà chắc là trong cái lúc soạn thảo ấy. Vì đề này nó mới thi nên là chắc anh trợ lý thầy anh gõ nhầm. 2π căn của M trên K, đúng không? Đáp án là C. Câu 9, 9C. Cái này là chắc là anh ấy là gõ nhầm một chút nhá. Gõ nhầm một chút, cái này các bạn thông cảm nhá, đúng không? Rồi, cái này nhỏ thôi không có gì cả. Rồi. Đáp án câu số 9 là hỏi chu kỳ thì là T, viết lại đây. Không lại thắc mắc. Đúng chưa? Rồi 9C nhá. Ừ, rồi rồi là PP, nó phải là P. Tiếp theo, câu số 10, máy biến áp là một cái thiết bị như thế nào? Máy biến áp là một thiết bị mà đây thầy ghi luôn đây. Nó có thể biến đổi được UI xoay chiều. Nhưng phải nhớ, nó không làm thay đổi được công suất và tần số. Thế đó. Nào, tăng công suất đúng không? Sai, công suất có đổi đâu. Biến đổi điện áp xoay chiều đúng ạ. Biến đổi tần số sai.
Biến đổi dòng xoay chiều thành dòng một chiều sai. Đáp án câu số 10 là B. Câu số 11. Người ta hỏi biểu thức tính công của lực điện khi mà một cái điện tích di chuyển trong một cái điện trường, đúng không? Thì chúng ta công thức là A bằng QED, đúng không? Các bạn hay đọc là anh quất em đi đây này, đúng không? Vậy đáp án câu số 11 thì đáp án của chúng ta là D. Không có gì phải nghĩ. Câu số 12. Một vòng dây dẫn kín được đặt trong một cái từ trường. Khi từ thông qua vòng dây biến thiên một lượng là delta phi trong khoảng delta t, thì suất động cảm ứng xuất hiện là như thế nào? Thì E là bằng trừ delta phi trên delta t. Cái này là hỏi công thức rồi, thầy không có gì phân tích ở đây. Câu số 13. Đặt một điện áp xoay chiều vào một đoạn mạch RLC nối tiếp. Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì chúng ta biết là cộng hưởng thì ZL nó phải bằng gì? ZC. Có nghĩa là omega L là bằng 1 trên cho omega C. Chúng ta chuyển vế nhân chéo thì được omega bình LC bằng 1. Vậy đáp án là C. 13C. Câu 14. Trong chân không, ánh sáng đỏ có cái bước sóng nằm trong khoảng nào? Thì ở đây mọi người lưu ý này, người ta sẽ không bắt chúng ta phải nhớ cái khoảng, ví dụ đỏ là khoảng nào, vàng là khoảng nào. Nhưng cái câu hỏi số 14 này là nó đòi hỏi chúng ta phải nhớ được là cái khu vực đó nó nằm thì nó có cỡ là bao nhiêu. Cỡ là bao nhiêu thì ánh sáng của chúng ta nằm trong khoảng là 0,38, đúng không, micromet cho tới 0,76 micromet. Nếu mà chúng ta viết thành nano ấy, thì nó lại bằng 380 nano đến 760 nano. Đó, vậy là gì? Nếu mà nói về sóng ánh sáng thì nó phải nằm là cỡ 380 đến 760 nano. Thế thì ánh sáng đỏ thì nó phải là đây rồi, đúng không? D luôn. Thế còn cái này là centi này, loại này, mili loại này, pico loại này. Ok không ạ? Mọi người hiểu câu chuyện đây không? Vậy là câu số 14 thì đáp án của chúng ta nó sẽ phải là đáp án D. Đúng chưa? 14D. Câu số 15 của chúng ta. Rồi, 14D. Câu số 15. Một sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của phần tử môi trường nó sẽ như thế nào? Sóng dọc thì phương dao động sẽ trùng với phương truyền sóng. Câu 15, đáp án B. Đây người ta toàn hỏi những cái khái niệm luôn rồi. Thầy cũng không có gì để phân tích thêm về cái sóng dọc này cả. Đúng không? Nào, câu 16. Khi nói về tia X thì phát biểu nào sau đây là sai? Câu A. Tia X thì có bước sóng là lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ. À, cái này thì sai lè lè rồi. Đúng không? Ánh sáng đỏ của chúng ta đây là ánh sáng nhìn thấy đây. Đúng không? Sau là đến tia tử ngoại. Sau mới đến tia X cơ. Vậy là tia X thì có bước sóng nhỏ hơn tử ngoại, nhỏ hơn ánh sáng nhìn thấy. Thế nên không thể có chuyện nó lớn hơn ánh sáng đỏ được. Vậy 16, câu sai là A luôn. Rất là thuận lợi cho chúng ta. Câu 17. Đề bài đang cho một cái sóng dừng và hỏi khoảng cách giữa hai nút liền kề. Chúng ta biết là hai nút hoặc hai bụng thì luôn cách nhau nửa bước sóng. Đáp án A. Câu 18. Người ta hỏi biểu thức của một cái lực, đúng không? Lực này là lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn đặt trong từ trường thì F là bằng BIL sin alpha, nhưng ở đây là vuông góc rồi. Đúng không? Sin 90 là bằng 1 rồi. Vậy thì mình không có sin nữa, chỉ còn BIL thôi. Công thức quen thuộc. Câu 19. Dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch có cường độ là Y và đại lượng omega được gọi là gì? Omega thì tất nhiên là tần số góc rồi. Câu 20. Số nucleon có trong cái hạt nhân AU79197 là bao nhiêu? Thế thì số nucleon nó chính là số khối A. Vậy nó là 197 luôn. 20 là B. Đúng không? Số nucleon nó chính là số khối luôn. Câu 21. Một con lắc đơn có chiều dài L, khối lượng M tại thời điểm T, ly độ cong là S. Người ta hỏi cái biểu thức là F là bằng trừ MGL chia cho S, nhân với S thì được gọi là gì? Nào, không biết là các bạn có nhớ không? Cái này ít tính này. Xem 21 comment đúng không? Đấy, thầy thấy câu 21 nha. Có bạn thì là D, có bạn thì C, có bạn thì B, đúng không? Đấy, thấy chưa? Thế là đấy, thấy chưa? Đề dễ khó không quan trọng, quan trọng là làm một cái đề tự nhiên lại thấy có một cái phần kiến thức mình không nhớ. Rồi, thì cái này nó là lực gì các em nhỉ? Đấy, thấy nhiều bạn sai lắm.
21 thì vẫn thấy nhiều bạn sai quá. Ôi rồi, tự nhiên thầy đọc comment thầy còn thấy có cái gì đây? Có một ông lập hẳn một cái Facebook là page này lập ra để ngăn thầy Tuấn Anh tính nhẩm. Trời ơi, ác vậy. Rồi, cái này nó là đáp án gì? Nó là lực kéo về đúng không? Lực kéo về. Đấy, thế nếu mà bạn nào không nhớ thì thầy biểu diễn lại cho các bạn nhìn này. F kéo về nó bằng cái gì? Nó bằng trừ trừ m omega bình x. Vậy là trừ m này. Con lắc đơn thì omega bình có đúng là g chia cho l không? X thì có đúng là s không? Đó, nó là lực kéo về mà. Đáp án câu số 21 của chúng ta là B. Được chưa? Cái gì? Bạn lập ra để giải cứu thế giới liên quan gì? Thầy tính nhẩm thì liên quan đến giải cứu thế giới. Câu 22. Một mạch dao động lý tưởng gồm quận cảm thuần có độ tự cảm là L và một tụ điện có điện dung là C. Bây giờ người ta yêu cầu tính chu kỳ đúng không? Chu kỳ T thì rất dễ rồi các em. Bằng 2 pi căn LC. Các bạn bấm máy tính giúp thầy này. 2 pi này, căn của L, L là 4 nhân 10 mũ trừ 3 nhân với C là 10 nhân 10 mũ trừ pico là 10 mũ trừ 12. Đó, các bạn bấm máy tính giúp thầy cái này xem là bằng mấy. Câu 22D á, sai đơn vị á. Sẽ sai đơn vị. 22 các bạn ra D không? Đây thì chọn D luôn nhá. Rồi, 22 các bạn bảo là B, các bạn bảo là D. Thế thầy bây giờ thầy không biết thầy tin đáp án nào, thôi thầy lấy máy tính thầy bấm cho nó tin. 2 nhân với căn 10 nhân với căn của gì nào? 4 nhân 10 mũ trừ 3 nhân với lại 10 nhân 10 mũ trừ 12 nào. Cái này nó L phải là micro à? Để thầy xem lại cái đề đề gốc nhá, bởi vì cái đề này là thầy mới gõ lại đấy. Thầy mới cho anh trợ giảng anh gõ lại nên là có thể là một số chỗ ấy là anh ấy gõ nó bị lẫn bởi vì gõ trong cái thời gian gấp quá. Rồi cái này là micro các em ạ. Đó, micro thì chỗ này là 10 mũ trừ 6 á. Đấy, thầy bấm lại nha. Câu nào bị lỗi thì các bạn thông cảm một chút. Nó là vì cập nhật đề mới gấp nên là nó bị nhầm. 4 nhân 10 mũ trừ 8 rồi, đáp án là D rồi. Ok không nào? Rồi câu 22 đáp án của chúng ta chính xác là đáp án D. Đúng không? Rồi, đáp án D nhá. Các bạn chú ý chỗ này là micro thì mới đúng. Rồi, câu số 4. Cho người ta bốn cái ánh sáng đơn sắc là đỏ, tràm, cam, lục. Và chiết xuất của nước thì có giá trị lớn nhất. Các bạn có nhớ cái so sánh các cái tia ánh sáng nhìn thấy không? Bây giờ thầy nói lại một lần nữa nhé. Đây, thầy nói lại này. Đầu tiên là về bước sóng thì lambda đỏ là lớn nhất. Được chưa? Đó, lambda đỏ lớn nhất. Về chiết xuất thì n đỏ nó lại nhỏ nhất. Đấy, n đỏ nhỏ nhất. Về cái vận tốc thì vận tốc của đỏ lại lớn nhất. Đấy, thế còn về năng lượng thì năng lượng của đỏ nó lại bé nhất. Được không? Rồi, vậy là gì? Chúng ta thấy là lambda và V thì giống nhau. Thế còn chiết xuất và vận epsilon là năng lượng của photon thì nó lại giống nhau. Đấy, các bạn nhớ cái đấy để các bạn so sánh. Đây, cái này là một cặp, cái này một cặp. Vậy thì ở đây chúng ta hỏi là chiết xuất có giá trị lớn nhất thì chắc chắn là đối với ánh sáng tím rồi. Đúng không? Tím thì không có, đây là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm. Tím thì phải là thằng tràm rồi. 23 đáp án của mình là D. Đúng không nào? Nhẹ nhàng. Câu 24. Hạt nhân AR 1840 có khối lượng là 39,9525. Cho khối lượng của proton và neutron lần lượt là đây. Đây. Rồi, và tính cái năng lượng liên kết. Thì năng lượng liên kết thì được tính như thế nào các bạn nhớ không ạ? Bằng delta M nhân C bình phương. Delta M ở đây các bạn lưu ý, thằng AR này thì có bao nhiêu? Có 18 proton. Có bao nhiêu? 40 trừ 18 là bằng bao nhiêu? Là bằng 22 neutron. Vậy thì ở đây nó sẽ là 18 nhân MP cộng 22 nhân MN trừ M của AR. Rồi sau đó các bạn nhân 931,5.
Thế rồi, bấm máy tính cái cụm này ra. Ông này có rồi, ông này có rồi. ARM ở đây rồi. Vậy thì quá dễ để mình chọn đáp án câu 24. 24 à? Rồi, thầy lấy đáp án của các bạn tính giúp thầy nhá. Cảm ơn mọi người. Câu 24 đáp án là A. Câu 25. Đặt một cái điện áp vào đầu đoạn mạch RLC. Ở đây cho R này. Cuộn cảm thuần có cái ZL đây này. ZC này, tính tổng trở. Quá dễ luôn ạ. Z là bằng căn của R bình cộng ZL trừ ZC tất cả bình phương. R là bao nhiêu? 30 bình phương cộng ZL là 20 trừ ZC là 60 bình phương. Vậy cái này là 50, nhẩm được ngay. Câu 25C. Câu 26, một chất điểm dao động điều hòa trong một chu kỳ thời gian mà ly độ của chất điểm luôn dương là 0,2. Và tính cái chu kỳ, chúng ta biết là thời gian mà ly độ luôn dương ấy thì nó là một nửa của cái đường tròn, nó là t trên 2. Vậy là t trên 2 của mình ở đây là bằng 0,2. Thì tất nhiên là t nó sẽ là bằng 0,4 rồi. Cái này nhẩm cũng được. 26, đáp án của chúng ta là D. Rất là dễ. Câu 27, một nguồn điện là một chiều có cái suất điện động là 10V và điện trở trong là 1 ôm được nối với R19 thành một cái mạch kín và tính công suất tỏa nhiệt trên R. Vậy là câu này đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng cái định luật ôm cho toàn mạch đúng không ạ? I là bằng E chia cho R lớn cộng R nhỏ bằng E ở đây là bằng 10 chia R lớn là 19 cộng R nhỏ là 1. Vậy cái này là bằng 10 chia 20. Vậy là bằng 0,5 A. Chúng ta dễ dàng ta tính được công suất tỏa nhiệt trên R là bằng I bình nhân R. I là 0,5 bình phương nhân R là bao nhiêu? 19. Vậy thì nó là bằng bao nhiêu? 19 chứ. Thì nó là bằng 4,75. Đáp án C. Câu 27, đáp án của chúng ta là đáp án C. Tiếp theo, câu số 28. Nào, câu 28. Một con lắc lò xo có độ cứng là 40. 40. Quả nặng có khối lượng là m. Và người ta yêu cầu là tính cái tần số góc. Quá dễ luôn. Omega là bằng căn của k chia m. Bằng căn k là bao nhiêu? 40 chia cho m là 0,1. Vậy cái này là căn 400. Một căn 400 thì là 20. Đúng không? Đáp án là B. Rồi, câu 28. Đáp án B. Đấy, thế đến đây là chúng ta đã đạt mức là 7 cộng. Bây giờ các bạn bình tĩnh các bạn xem lại nhé. Xem là trong 28 câu vừa rồi thì các bạn sai mấy câu. Comment cho thầy biết được không? Xem là từ nãy giờ làm 28 câu đầu thì sai bao nhiêu câu. Xem là có bạn nào mà không em không sai câu nào thì là rất là tuyệt vời. Các bạn hiểu là những câu dễ khoảng 30 câu đầu mà không sai câu nào thì điểm chắc chắn là cao rồi. Thế còn vận dụng cao mà có làm được mà sai những câu sai ngu ấy thì điểm không bao giờ khá lên được. Đấy, 28 câu sai mất 4 câu rồi. Đúng không? Thế thì hỏng rồi. Đúng không nào? Đúng hết à, Nguyễn Văn Hậu. Ok đấy, như thế là tốt. Rồi. Được chưa? Tốt, đấy, bạn nào mà chưa sai câu nào thì ổn. Còn bạn nào mà vẫn sai thì xem là lý do sai ở đâu. Một là mình đọc ẩu đề bài, hai kiến thức chưa chắc phần nào thì xem lại phần đấy nhá. Rồi, mình tiếp tục với câu 29. Được chưa? Tiếp tục với 29. Đề thi chính thức như này thì hay. Đề chính thức thì những câu đầu nó cũng dễ như thế này thôi các em ạ. Nha, nó khó hơn ở phần sau thôi. Câu 29 này. Đề bài cho ông ta là chiếu một cái bức xạ vào một cái tấm kim loại có công suất là A và người ta hỏi là điều kiện xảy ra quang điện. Thế điều kiện để xảy ra hiện tượng quang điện là như thế nào? Đó là epsilon phải lớn bằng A. Epsilon phải lớn bằng A. Được chưa? Hoặc là ở đây người ta dùng gì? Người ta dùng ở đây epsilon lớn bằng A. Vậy thì cái epsilon này thì được tính là bằng HC chia cho lambda lớn bằng A. Vậy mình chuyển vế thì mình được là HC chia cho A thì lớn bằng lambda. Vậy đáp án nó là B, đúng không? Người ta viết khác đi, nhìn cho nó lạ mắt thôi chứ nó chẳng có cái gì khó cả. 29, đáp án mình là B. Tiếp theo, câu số 30. Câu 30 là một cái ý tưởng xuất hiện trong đề đại học từ năm 2010.
11 thì phải, nếu thầy nhớ không nhầm là 2011. Đấy thì bây giờ người ta vẫn sử dụng vàng. Nào bây giờ ta xem là câu này thì làm như thế nào nhá. Đề bài cho ông ta như sau. Thực hiện một cái thí nghiệm giao thoa với cái bước sóng chưa biết khoảng cách là bằng a nhỏ, đây là cái này là a nhỏ. Đúng chưa? Một điểm M cách vân trung tâm 3 mm, vậy là M nó đang có cái tọa độ là bao nhiêu? Là 3 mm. Và người ta nói là nó có vân sáng bậc 5. Vậy tất nhiên nó sẽ bằng 5i. 5i có nghĩa là bằng 5 nhân lambda d chia cho a. Đúng không nào? Rồi, giữ cố định các cái thông số. Và bây giờ người ta thay đổi như là di chuyển màn. Đó, ra xa, vậy có nghĩa là cái d của chúng ta này nó sẽ tăng lên. D nó sẽ tăng lên các em ạ. D tăng lên. Đó, và người ta nói là gì? Đến khi nào đó M chuyển thành vân tối lần thứ hai thì khoảng dịch chuyển là 0,4. Vậy có nghĩa lúc này cái thằng D của chúng ta nó biến thành là D cộng 0,4. Tăng 0,4 mà. Và vân tối lần thứ hai thì bây giờ đằng này đang là 5 thì vân tối thứ nhất là 4,5, còn vân tối thứ hai nó sẽ là 3,5. Đó, lần thứ hai nhá. 3,5 lambda nhân d cộng 0,4 mà chia cho a. Hai phương trình này bằng nhau, vậy thì thầy sẽ dễ dàng thầy lập tỷ lệ. Thầy sẽ được là 5d là bằng 3,5 của d cộng 0,4. Vậy là ta tính được d. Có d rồi, thầy vứt lên đây thì thầy sẽ có là 3 mm là bằng 5 nhân lambda d chia cho a, a là bằng 1. Vậy từ đây dễ dàng mình tính được cái lambda. Đúng chưa? Nào bây giờ thầy đi tính cái thằng d đã nhá, xem là nó bằng mấy. Đúng chưa? Thằng d. Nào, 5d này, đây 3,5d. Vậy thì là 3,5 mà nhân 0,4 rồi chia cho 1,5 thì nó là bằng 14/15, số xấu thế nhỉ? Rồi, cái này là 14/15 các bạn nha. Rồi, 14/15 vậy là 3 chia 5 chia n thì là bằng 0,64 gì đấy à? 6428 à? Các bạn có ra như thế này không? Vậy đáp án của chúng ta ở đây nó sẽ là đáp án A. Đúng chưa? Các bạn kiểm tra lại nhá. Cái bài này thì cái nội dung khó nhất là các bạn phải nhận định được số 5 thì vân tối lần thứ hai nó là 3,5. Đấy là cái khó nhất. Nếu các bạn nhận định được cái đấy thì là xong rồi. Đúng không? Rồi, đáp án là A nhá. Xong. Câu tiếp theo là câu 31. Rồi, câu số 31. Trên mặt nước nằm ngang, hai điểm S1, S2 là cách nhau 8,2. Người ta đặt hai cái nguồn sóng cơ kết hợp có cái tần số đây và vận tốc đây. Số điểm dao động biên độ cực đại trên S1, S2. Ô, câu này dễ thế nhỉ? Đúng không? Nào, bây giờ ta sẽ có là cái lambda đã. Là bằng V trên cho F. V ở đây là bao nhiêu? 30 chia F là 15. Vậy là bằng 2. 2 gì? Centi. Số điểm cực đại của chúng ta nó sẽ chạy từ là bao nhiêu? Trừ 8,2 chia cho 2. Nhỏ hơn K. Cái này là 4,1. Vậy là nó sẽ có 9 điểm. Đúng không? 31 là C. Câu này thì quen thuộc quá rồi. Đúng không ạ? Tiếp theo câu số 32. Câu 32. Nào, một cái lò xo có chiều dài tự nhiên là L0. Treo thẳng đứng. Chọn trục ô-x chiều dương hướng lên. Lấy chiều dài của lò xo ở thời điểm là T bằng 0,2. Nào, thế bây giờ chúng ta phải biết là cái biểu thức tính chiều dài của lò xo. Chiều dài của lò xo mà treo thẳng đứng thì được tính bằng công thức nào? Đó. Chiều dài của lò xo treo thẳng đứng thì được tính bằng công thức nào? Là L bằng L0 cộng delta L0 cộng x. Bây giờ thầy đi tính từng cái thông số một. L0 đã có xong. Thầy đi tính delta L0 này. Delta L0 là bằng 1 chia cho omega bình nhân g. Omega ở đây bao nhiêu? 20. Vậy là 1 phần 20 bình phương nhân với 10. Thì cái này là 0,025, đúng không? Thông số quen thuộc rồi. Bằng 2,5 cm. Tiếp theo, cái thằng x phương trình nó ở đây rồi.
mà tại t là bằng 0,2 thì thay vào là x bằng 10 nhân cos của 20t. Câu này là có cái hay đấy nhá, đúng không? Thầy đọc đề đây thầy thấy có cái hay rồi. Và bây giờ thầy vứt cái thay cái t này là bằng bao nhiêu? T này bằng 0,2 vào đây. Thầy bấm máy tính. Đúng chưa? Thầy thay 0,2 và mình thầy bấm máy tính thì đây nó sẽ là 10 nhân với cos của gì nào? 20 nhân 0,2 trừ 2π trên 3. Rồi, thì cái này nó là bằng trừ 3,28. Đúng không? Trừ 3,28. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thay lên trên này. Đó, nó có cái hay nhá, các bạn cứ bình tĩnh để phân tích. Thì đây các bạn ra 29,2 đúng không? Đúng không? Nào, bây giờ thầy hỏi các bạn là như này đúng chưa? Bây giờ thầy hỏi các bạn là như thế này ấy, thì là đúng chưa? Đúng rồi gì? Bây giờ thầy bảo là như này là chưa đúng. Và nếu mà bạn nào mà làm ra đáp án D thì mới đúng. Nhưng mà đố các bạn biết là chỗ nào. Đấy, thầy bình tĩnh để phân tích để cho mọi người hiểu nhé. Các bạn biết là sai đâu? Đúng rồi, một số bạn đã phát hiện bài này chiều dương nó hướng lên. Cái công thức này mình chỉ dùng chiều dương hướng xuống thôi. Chiều dương hướng lên với hướng xuống khác nhau chỗ nào? Chỗ này phải biến thành dấu trừ. Được chưa? Vậy là phải bấm dấu trừ thì nó ra là 35,78 đây này. Đó, thì đáp án nó là đáp án D này. Có hiểu không? Đây thầy vẽ ra cho các bạn nhìn được, bạn hiểu ngay thôi. Đây cái lò xo nhá. Treo vật vào giãn mấy? 2,5. Đúng chưa? Đây, treo giãn 2,5. Vậy đây là 30 này, đây là 2,5 này. Sau đó chiều dương hướng lên mà nó có ly độ là trừ 3,28 thì có đúng đây là vị trí cân bằng ô. Thì có đúng nó phải ở dưới cái vị trí cân bằng nào? Thì đây là 3 trừ 3,28. Vậy thì chiều dài của nó là phải cộng thêm cái đoạn này. Vậy là phải đây là cộng rồi chứ. Đúng không? Có hiểu có chuyện không? Đấy nhá, phải lưu ý công thức này. Đúng là bình thường mình làm chiều dương hướng xuống, chiều dương hướng lên các bạn đổi cái dấu này vào đây. Đúng không? Ok. Được chưa nào? Rồi, chốt nhá. Rồi, được chưa nào? Thầy và thầy đã nói luôn từ đầu là thấy có cái chỗ hay rồi, thầy biết ngay là nhiều bạn sẽ làm sai mà. Rồi. Xong chưa? Rồi, với đáp án câu của chúng ta câu 32 là D. Tiếp tục nào. Câu 33. Nào xem là 33 là cái gì đây? À, câu 33 này thì là sở trường rồi. Đúng không? Siêu sở trường rồi. Nào bây giờ ta đọc đề này. Một cái chất phóng xạ poloni phát ra tia alpha và biến đổi thành 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 chì. Chì đây là PB, gõ sai này, đúng không? Vậy thì phương trình của thầy trước tiên mình cứ viết phương trình vào đây đã. Là poloni 210 biến đổi thành alpha và cộng với chì là PB 206. Đúng không? Người ta yêu cầu người ta tính một cái tỷ số giữa khối lượng của poloni, đúng không? M của poloni và chia cho M của PB. Các bạn sẽ phải hiểu là gì? Poloni, M của nó chính là khối lượng của hạt poloni còn lại. Thì đây nó chính là M. Đó. Thế còn MPB thì sao? Mọi người sẽ phải hình dung là gì? Ở đây nó sẽ có delta M ông poloni. Đó. Đây, các bạn hình dung nha. Ở đây sẽ có delta M thằng poloni tham gia vào cái phương trình phản ứng hạt nhân này. Thế nên chuyển sang đây khối lượng của thằng này nó sẽ là delta M chia cho 210 nhân 206. Bạn nào mà ở đây mà may mắn là học khối A chẳng hạn thì nhìn vào đây rất là hiểu. Có M gam thằng này thì lấy thằng này chia cho số khối là 210 thì được số mol. Lấy số mol nhân 206 thì ra ông này. Đúng không? Rồi vậy thì ở đây sẽ là M chia cho M của thằng này nó chính là delta M nhân với 206 phần 210. Có nghĩa là nó bằng M chia cho delta M nhân với 210 phần 206. Đúng chưa? Và cái này bằng cái gì? Cái M này
thì nó sẽ là 2 mũ trừ t trên t. Còn ở dưới là 1 trừ 2 mũ trừ t trên t. Đó, nhân 210 phần 206. Đấy, cái tỷ lệ mà đề bài người ta nói đến nó là cái cụm mà thầy đóng khung này. Đó, và người ta bắt tính ở những cái thời điểm khác nhau thì mình cứ thay và mình tính thôi. Nào bây giờ chúng ta thấy nhá. Tại cái thời điểm T1 thì cái tỷ số này là bằng 210 phần 206. Nào, tại thời điểm T1 nhá. Đây, thì 2 mũ trừ T1 trên T chia cho 1 trừ 2 mũ trừ T1 trên T. Đúng không? Nhân 210 phần 206 lại bằng 210 phần 206. Thế thì nhẩm được ngay là 2 mũ trừ T1 trên T nó bằng mấy, và từ đây suy ra T1 là nó bằng T lớn. Đúng không? Đúng một nửa chu kỳ mà. Đúng một nửa chu kỳ thì cái cụm này nó bằng 1 mà. Đúng không? Đấy là cái điều đầu tiên. Rồi. Được không nào? Tiếp tục. Tiếp tục. Rồi. Bây giờ là xong cái thằng T1 rồi, thì bây giờ người ta hỏi đến cái thằng T2 thì chúng ta thay vào cái thằng T2 thôi. T2 người ta cho là bằng 2 T1 cộng 276. Mà T1 là bằng T lớn. T lớn ở đây người ta cho là 138 ngày đúng không em? T lớn là 138 ngày. Đó. Vậy thì đây mọi người nhìn nhá. Thằng này 138, vậy thằng này 276. Thì tổng vào 276 mà chia cho 138 là gấp đôi. Vậy thì cái này là bằng 3T lớn. Thế nên thầy đang tính cái tỷ lệ này thì nó sẽ là 2 mũ trừ 3T lớn chia cho T. Chia 1 trừ 2 mũ trừ 3T lớn chia T. Rồi nhân 210 phần 206. Đấy, bây giờ người ta hỏi cái số này bằng bao nhiêu? Đúng không? Rất là dễ đấy, tập trung vào thằng này thôi. Câu này thì siêu sở trường rồi. Nào các bạn tính giúp thầy xem là bài này thì ở đây nó sẽ ra là bằng bao nhiêu? Đây thầy cho nhỏ lại một chút nhé, mình nhìn cái view nó tổng quát hơn nhé. Đấy, rồi rồi bao nhiêu ra B à? 15 phần 103. Thì các bạn lấy máy tính bấm cho thầy thôi, 15 phần 103. Ok, đáp án của mình là B. Câu này này thì là các bạn phải học rồi nhá, phải học phóng xạ rồi. Đấy, ví dụ các bạn trong khóa lái xe phải xem dạng phóng xạ rồi thì mới hiểu được. Chứ còn những cái tỷ lệ này bây giờ lại thầy lại còn giảng giải chi tiết nữa thì nó phải mất mấy buổi. Đúng không nào? Rồi, các bạn làm thế nào ra cũng được. Đây là thầy lập biểu thức tổng quát để mình nhìn. Đúng không? Bạn nào mà đã thành thạo thì sẽ tính những cái này rất là nhanh thôi. Rồi, vậy là câu 33 đáp án mình là B. Mình tiếp tục sang câu 34 ạ. 34. Xét nguyên tử hydro theo mẫu Bohr. Khi nguyên tử hydro chuyển từ cái trạng thái dừng có năng lượng là N về trạng thái là trừ 13,6 eV thì nó phát ra một photon có cái bước sóng như thế này. Rồi, và hỏi giá trị của N. Thế thì biểu thức của cái mẫu Bohr thì nó luôn là E ở mức cao, có nghĩa là E ở mức N, trừ E ở mức thấp là trừ cho 13,6. Đúng như vậy chưa? Thì sẽ bằng epsilon là năng lượng mà photon nó sẽ gì nhỉ? Phát ra. Cái epsilon này thì được tính là bằng HC chia cho lambda. Đó, nào bây giờ thầy tính cái này nhá, là HC này. HC chia lambda thì đây là 0,1218. Tuy nhiên là các bạn phải đổi nó ra EV ấy, xem nó bằng bao nhiêu. Chứ các bạn để joule là hỏng. Nào. 6,625 nhân 10 mũ trừ 34 nhân 3 nhân 10 mũ 8 thì chia cho mẫu số là 0,1218 nhân 10 mũ trừ 6. Rồi, chia cho bao nhiêu? 1,6 nhân 10 mũ trừ 19. Rồi, ông này là 10,19, đúng không? 10,19 EV. Thế thì thay vào đây thì mình dễ dàng mình tính được ông N thôi. N thôi, cái này là 13,6 chuyển sang, vậy là trừ 13,6. Thì nó bằng trừ 3,4 ạ. Đáp án của chúng ta là C. Câu 34, đáp án C. Tiếp theo, câu số 35. Câu 35. Nào, bên xem câu 35 nó có cái gì nó hay ho. Câu 35 nha, đọc đề. Đặt một cái điện áp U vào một cái đoạn mạch AB gồm điện trở R và mắc nối tiếp với một cái đoạn X. Đoạn X thì mình không biết nó là có cái gì, đúng không? Nhưng ở đây nhìn nhanh cái đề bài thấy người ta có tính công suất tiêu thụ. Thế nên chắc chắn là X nó sẽ chứa một cái điện trở.
đúng không? Và một cái gì đó mình chưa biết. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch thì là gồm là thì là bằng 1 ampere. Vậy đây thầy cứ vẽ ra đây. Cộng với một cái hộp X. Đấy, đây là cái đoạn mạch của mình. Điện áp tức thời hai đầu khi điện áp tức thời AB có giá trị bằng 0 và đang giảm. Nào, thế thì bây giờ thầy vẽ cái đường tròn pha ra thầy nhìn này. Rồi. Khi điện áp tức thời của AB bằng 0 và đang giảm. Bằng 0 là ở vị trí cân bằng, đang giảm thì ở vị trí pi trên 2. Đó, vậy ở đây sẽ là UAB. UAB này là ở thời điểm T. Người ta hỏi là sau đó bao nhiêu? Sau đó 1/400 giây. Đúng không? 1/400 giây. Vậy thì bây giờ thầy sẽ có là 1/400 giây thì là bằng bao nhiêu T? Bao nhiêu T? Đúng không? Chu kỳ T ở đây thì là bằng 1 trên F. Đó, T của chúng ta là bằng 1 trên F và bằng là 1/50. Bởi vì omega là bằng 100 pi mà. Đúng không? 2 pi trên 100 pi là 1/50. Vậy cái này là bằng T trên 8. T trên 8 tương ứng là 45 độ. Vậy là cái vector là UAB của chúng ta nó sẽ quay 45 độ nó ra đây. Đúng không? Pha là 3 pi trên 4. Đó, đấy là UAB của chúng ta. Được chưa? Đấy là UAB. Rồi. Tiếp theo. Tiếp theo. Rồi. Tiếp theo các bạn nhìn nhá. Nào các bạn nhìn này. Ở đây chúng ta sẽ thấy sao? Ở đây chúng ta thấy sao? Ở đây người ta lại nói thêm một cái dữ kiện là lúc đó Y ấy, thì là bằng trừ căn 2. Đúng không? Mà cường độ dòng điện hiệu dụng của chúng ta ấy, hiệu dụng ấy. Đó, qua đoạn mạch thì là bằng 1 ampere. Vậy thì thầy thấy là Y nhá là bằng 1 ampere này. Y bằng 1 ampere. Vậy thì cái Y0 của chúng ta là bằng căn 2 này. Đúng không? Có đúng Y0 bằng căn 2 không? Mà lúc đó cái ông Y này của chúng ta là bằng trừ căn 2. Thì có đúng là bằng đúng cái ông trừ Y0 không? À, vậy thì Y0 lúc này đang ở biên âm. Đó, đây là cái Y của chúng ta. Còn đây là UAB. À, vậy thì nhìn vào đây mình thấy cái này nó chính là gì? Cái góc này nó chính là độ lệch pha. Vậy là phi ở bài này, mình sẽ tính được cái độ lệch pha. Cụ thể ở đây là Y nó sẽ sớm pha hơn U. Đúng không? Chiều dương là chiều như này. Y ở đây sẽ sớm pha hơn U một góc là 45 độ. Vậy phi là trừ pi trên 4. Ok chưa mọi người ơi? Đấy, hiểu cái độ lệch pha này chứ? Rồi, vậy là thầy tính xong được cái độ lệch pha là phi. Bây giờ đề bài yêu cầu là tính cái công suất tiêu thụ. Đó, thế bây giờ làm sao mình tính được cái công suất tiêu thụ khi mà mình đã biết được cái độ lệch pha? Nào, mình tính như thế nào cho nó nhanh chóng các em nhỉ? Rất là dễ thôi. Ở đây thầy tính như sau nhé. Thầy không quan tâm thằng X là gì. Thì thầy luôn có là P của toàn mạch thì bằng P của R và cộng P của X. Đúng không? Công suất toàn mạch thì bằng công suất trên R cộng P của X. P toàn mạch thì được tính là UI cốt phi. U ở đây là 200. Đúng không? 200. Nhưng mà hiệu dụng, U hiệu dụng thì là 100 căn 2. Vậy cái này nó sẽ là 100 căn 2. Nhân Y, Y là 1. Nhân cốt phi là cốt của trừ pi trên 4. Đó, bằng, bằng gì nào? Bằng PR. PR thì thầy dùng công thức là Y bình phương nhân R. Y là bằng 1 bình phương. Nhân R là 50. Thì cái này cộng với PX. Từ đây mình dễ dàng mình tính được cái cụm PX. Nào, các bạn tính giúp thầy xem là bằng bao nhiêu. Rất là nhẹ nhàng. Sau câu 35 này thấy là A với B với C với D loạn xị lên các em ơi. Có khó quá đâu mà đến mức mà sai nhiều thế. Nào, tính xem là tất nhiên đây là câu ở mức 8 cộng rồi. Đúng không? Đấy, 8 cộng. Bạn nào mục tiêu 8 cộng mà câu này không làm được thì là không ổn tí nào nha. Bao nhiêu ạ? Đây các bạn tính như thế này thì xem nó ra là bằng bao nhiêu ạ? 50 à? Đâu thì xem nào. Cái này là căn 2 trên 2 đúng không? Vậy cái này là bằng 200. Đúng không? Cái này là căn 2 trên 2. À vậy cái này 100. 100 trừ 50. Vậy là bằng 50. Đáp án D. Dễ chưa? Rồi 50D. Mọi người hiểu cách làm không ạ? Hiểu cách làm không? Đấy. Quan trọng nhất ở đây mình tính được cái độ lệch pha này. Sau đó là thầy dùng cái biểu thức tính
đơn giản thôi, có cái gì khó lắm. Rồi, câu 35 xong ạ. Tiếp theo là câu 36. Câu 36 lại là một cái câu điện xoay chiều. Rồi, điện xoay chiều nào bây giờ ta xem nhá. Đề bài cho ông ta là đặt một cái điện áp vào một cái đoạn mạch gồm LRC. Rồi, RLC. Nào bây giờ ta xem này. AN và MB. R này. R này. Và C. Câu này như cũng sở trường của thầy chữa 1000 lần rồi. A này, M này, N này, B này. Đúng không? Thầy nhìn vào cái đồ thị nhanh chóng ấy thì thầy nhận định được là hai cái dao động này là vuông pha. Ông này ở biên thì ông này vị trí cân bằng. Vậy ở đây thầy có hai cái U là vuông pha. Và ngay lập tức thầy vẽ cái giản đồ ra. Giản đồ ở đây thầy vẽ bó. Tại sao vẽ bó? Đúng không? Thật ra các bạn thích vẽ kiểu nào thì vẽ thôi. Đó, không quan trọng. Đúng không? Các bạn thích vẽ kiểu nào thì các bạn vẽ. Nhưng ở đây R ở giữa thì vẽ bó. Đó, thế thì ở đây thầy sẽ có này. Đây, nối vào đây. Đúng chưa? Thì đây là U gì? Đây là UAN. Đúng không? Còn đây là U gì? UMB. Rồi, cái cạnh này của mình là bao nhiêu? Cạnh này là bằng 184. Đúng không? Cạnh này là bao nhiêu? Cạnh này là bao nhiêu? Là 106. Đấy là U0 ấy, đúng không? Đây thầy đang tính theo là giá trị hiểu là cực đại. Chỗ này là vuông. Thật ra thầy cũng chẳng quan tâm là liệu thằng này có phải là AN, thằng này là có phải MB không, hay là đảo lộn ngược lại. Bởi vì nó đâu có quan trọng nữa. Bởi vì chắc chắn cái đường cao này là UR. Vậy đây thầy sẽ có là 1 trên cho U0 của R bình phương là bằng 1 trên cho 184 bình cộng 1 trên cho 106 bình phương. Từ đây thầy tính được U0R và dễ dàng thầy tính được UR. Mà có UR rồi thì tính công suất nó còn cái gì ý nghĩa nữa đâu. Đúng không? Có cái gì khó nữa đâu. P thì được tính là bằng UR bình phương mà chia cho R. Đúng không? UR bình phương nó chính là Y bình nhân R đấy. Đúng chưa? Nào, thì đây là UR thì có rồi, R thì người ta cho 50. Đúng không? Câu này thì quá đơn giản rồi. 36. Tính cho thầy xem ra bao nhiêu. Đây thì tính thử xem khớp mọi người không nha. Nhớ cái lời hiệu dụng nhé, chia căn 2 đấy. Đây ạ, cái này là 91,84 à? 91. À đâu? Thì chia căn 2 đi chứ. Thì là 64,94. Có nghĩa là xấp xỉ 65, đúng không? Thì lấy xấp xỉ là bằng 65 V. Thì thay vào đấy thì bình phương lên và chia cho 50. Thì nó bằng 84,36. Thì gần nhất thì nó là 85. 36 ra bài này. Được không? Nhẹ nhàng thôi. Đó. Rồi, vậy là đến đây là mình lấy được 9 điểm. Rồi, có bạn nào được 9 chưa? Đến đây là lấy 9 nhá. Và cũng chưa có câu nào gọi là thực sự khó cả. Đúng không? Chưa câu nào thực sự khó. Thì có một cái chút lừa ở cái câu 32. Bạn nào mà không đọc kỹ đề thì nhầm thôi. Vậy là đến đây là chúng ta vẫn chưa gặp câu nào khó để lấy cái mức 9 điểm. Nào, bây giờ mình xem 9 cộng thì như nào nhá. 9 cộng này. Câu 37 của chúng ta. Một cái hạt nhân urani đang đứng yên thì phát ra cái tia alpha và biến đổi thành hạt nhân X. Biết năng lượng liên kết riêng của urani. Đó, năng lượng liên của alpha và của X. Rồi, cho ba cái năng lượng liên kết riêng. Vậy thì chắc chắn là mình tính được cái delta E. Bây giờ người ta yêu cầu là tính cái động năng. Rồi, rất là nhẹ nhàng. Đầu tiên thầy viết cái phương trình nha. Phương trình đơn giản là urani, đúng không? Đang đứng yên. 92 234. Thì phóng ra hạt alpha. Alpha, đó, alpha là heli 24. Và cộng với hạt nhân X. X là bao nhiêu? 92, đây là 2 thì đây là 90. 234 thì đây là còn 230. Đúng không? Thì đây là xong cái phương trình. Nào, bây giờ thầy sẽ đi tính cái delta E nhá. Delta E thì bằng gì? Delta E thì ở đây thầy dùng công thức là bằng năng lượng liên kết sau trừ năng lượng liên kết trước phản ứng. Năng lượng liên kết sau phản ứng thì gồm có hai ông này cộng với nhau. Đúng không? Mà năng lượng liên kết riêng các bạn có nhớ không? À, năng lượng liên kết thì bằng cái gì? Năng lượng liên kết
thì bằng năng lượng liên kết riêng nhân với số khối. Vì vậy, năng lượng liên kết của thằng alpha này thì nó là bằng 7,1 nhân với 4, đúng không? Cộng của x, x là bao nhiêu? 7,76 nhân với 230 trừ urani, urani là 7,6 và nhân với 234. Thì đây là delta E. Thầy cứ bình tĩnh thầy tính cái này đã. 7,1 nhân 4 này cộng với 7,76 nhân 230 này và trừ 7,6 nhân 234 này. Rồi, nó sẽ là bằng 100 bằng 34,8. Rồi, đấy là E. Đúng không? Đấy là delta E. Và cái delta E này thì các bạn lưu ý nó còn được tính bằng biểu thức là bằng K sau trừ K trước. Đó. K trước thì là bằng mấy? Bằng 0 bởi vì Urani đang đứng yên. Thế nên cái này nó chính là bằng K của gì? K của alpha. Đúng không? Cộng với K của x là bằng 34,8. Đây là cái phương trình đầu tiên thầy đánh nó là số 1. Số 1. Phương trình số 2 của chúng ta chắc chắn là chúng ta dùng bảo toàn động lượng rồi. Các bạn tưởng tượng hạt Urani đang đứng im, mà bây giờ Urani đang đứng im đây. Mà bây giờ nó vỡ thành hai hạt thì hai hạt sẽ bay theo hai hướng và động lượng của hai hạt này là sẽ phải có độ lớn là bằng nhau. Đúng không? Vậy ở đây thì sẽ có là P alpha có độ lớn là bằng PX. P bằng nhau thì P bình bằng nhau. Thầy dùng công thức rất dễ dàng là P bình là bằng 2MK. Đúng không? 2MK. Vậy thầy thay vào đây thì 2 vứt đi. M của alpha là 4. 4 nhân K của alpha thì bằng 230 nhân K của x. Phương trình số 2. Được không nào? Đấy là phương trình số 2. Ở đây mình có hai cái phương trình rồi. Đúng không? Ở đây mình có hai cái phương trình số 1, số 2 rồi. Thì cái việc mà các bạn giải ra cho thầy được cái kx thì là quá dễ. Các bạn lấy máy tính bấm hệ phương trình giúp thầy xem ra bao nhiêu. Phạm Thắng tính ra 0,241 đây rồi. Rất là nhanh luôn. Rồi, đáp án vậy là D. Câu này thì quá dễ, không có cái gì mà làm khó được chúng ta câu này. Đúng chưa nào? Xong câu số 37. Xong câu 37. Nhẹ nhàng luôn nhá. Tiếp tục câu 38. Câu 38 của chúng ta. Trong thí nghiệm yêng về giao thoa ánh sáng với cái ánh sáng trắng có bước sóng là từ 390 đến 760. Nha, 390 đến 760. Trên màn quan sát, M là một vị trí mà có đúng 5 bức xạ cho vân sáng. Đó, rồi, thế thì bây giờ chúng ta phải giải quyết câu chuyện là 5 bức xạ cho vân sáng. Các bạn có nhớ không? Bạn nào trong khóa live C mà không nhớ cái này thì xem bài giao thoa ánh sáng trắng vận dụng K. Nha, thầy đã dạy hai phần rất là kỹ rồi. Đó, thầy dạy một bài cơ bản xong đó còn có hai bài vận dụng K, có nghĩa là 3 buổi dạy về cái nội dung này. Thì ở đây chúng ta phải tìm được cái điều kiện để có 5 vân sáng, đúng không? Cái điều kiện để có 5 vân sáng. Điều kiện là gì? Đây thầy vẽ lại cho các bạn nhé. 5 vân sáng, đúng không? Trùng nhau. Vậy thì đây là bậc K, thì đây là bậc K cộng mấy? Cộng 4, đúng không? K này, K cộng 1, K cộng 2, K cộng 3, K cộng 4. Rõ chưa? Bây giờ nó muốn trùng nhau. Nó muốn trùng nhau. Đó, thì điều kiện ở đây nó sẽ có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là điều kiện cần. Điều kiện cần. Đó là đỉnh của thằng này. Vậy là K nhân đỉnh nó là bằng 760. Đó, phải lớn hơn bằng K cộng 4 nhân với 390. Và điều kiện thứ hai là gì? Hai cái quang phổ bậc ở đây với bậc ở đây là nó không được trùng nhau. Vậy là K trừ 1 nhân 760 thì phải nhỏ hơn hẳn là K cộng 5. Đúng chưa? K cộng 5 nhân 390. Vậy từ đây chúng ta sẽ có là K lớn hơn bằng và K nhỏ hơn hẳn. Nào các bạn tính giúp thầy xem hai cái số này nó bằng mấy. Đúng không? Câu trên các bạn có ra là 0,241 không? Có bạn bảo là em ấn không ra 0,241. Câu 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 này này. Đây thì bình tĩnh một tí. Các bạn có ra 0,241 không? Cái phương trình này này, có ra không hay là bị sai? Chết nhở. Rồi bình tĩnh nào. Đây có một số bạn đang kêu là cái câu này là bấm không ra. Các bạn kiểm tra giúp thầy xem là có ra không.
sao lại không ra được? Câu trên để sai sai á, sao lại sai sai? Đâu thầy xem lại xem là có bị lỗi không nhá. Đây thầy bị xem cái đề gốc ấy. Đây thầy xem ảnh của cái đề gốc nhá. Không lại thắc mắc. À rồi 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 rồi. Các bạn không ra là đúng. Đúng rồi, vì ông trợ lý của thầy ông ấy gõ nhầm. Đây các bạn nhìn này. Cái chỗ này là 7,67, ông lại gõ là 7,76. Chỗ này là 7,6, 7,67 nhá. Các bạn sửa cho thầy chỗ này là 7,67 thì nó sẽ ra đáp án. Đúng không? 7,67 nhá. Đây thì phải xem lại cái ảnh. Đấy. Ông này ông gõ trong đêm qua cho thầy để tối hôm nay kịp chữa các bạn nên là chắc mắt nhắm mắt mở là gõ bị nhầm. Các bạn chú ý chỗ này nhá. Rồi. Ok. Đấy, chỗ này là 7,67, đây là so với đề gốc của đề Nam Định nhá. Được chưa? Thầy thì chưa có thời gian để làm cái đề này, hôm nay thầy mới chữa các bạn. Thế nên là thầy còn không biết là nó bị sai. Nên mong mọi người thông cảm cái chỗ đó. Nhá, 7,67 nhá, sửa lại đi là ra. Được không? Ừ. Thầy chưa làm trước, nói thật là thầy chưa có xem trước nên là thầy không biết là gõ sai ở đâu. Câu 37, thầy mới nhìn qua thôi, nếu câu nào khó thì thầy phải xem trước để chữa cho các bạn cho nó hay. Nhưng mà thấy nó cũng không câu nào khó thì thầy cũng chưa có làm. Đấy, chia sẻ thật như vậy. Thì đây nó bị lỗi một tí, sửa cái chỗ này cho thầy nha. Ok, nó sẽ ra đáp án thôi. Rồi, bây giờ quay trở lại cái câu 38. Thì bây giờ thầy đang cần các bạn tính giúp thầy cái điều kiện này xem bằng bao nhiêu. Rồi, các bạn tính cho thầy xem là cái điều kiện này nó bằng bao nhiêu. Thôi đây thầy tự tính vậy. Cho nó chắc nha. 7,60 này. Đúng không? Trừ 3,90. Xong lấy 4 nhân 3,90. Vậy là K ở đây là lớn bằng 4,2. Mà K nhỏ hơn mấy? K nhỏ hơn 5 nhân 3,90 cộng 7,60 chia cho thì là nhỏ hơn 7,3. Đó. Vậy là ở đây thì chúng ta sẽ thấy là K của chúng ta nó sẽ nhận các cái giá trị là gì? K nó sẽ là bằng 5, 6 hoặc 7. Đó. Các bạn phải hiểu là ví dụ K bằng 5 thì lúc này chúng ta sẽ có bộ là 5, 6, 7, 8, 9. Đúng không? 6 thì chúng ta sẽ có bộ là 6, 7, 8, 9, 10. Tương tự 7 thì là 7, 8, 9, 10, 11. Thì đấy là bộ 5 số. Đúng không? Mỗi cái giá trị nghiệm của K này sẽ cho mình một bộ 5 số tương ứng với 5 cái bước sóng cho vân sáng. Bây giờ người ta nói làm sao? Là ở đó thì có hai cái bước xạ. Đấy, trong 5 thằng đấy thì có hai thằng như thế này. À vậy thì rất thuận lợi, thầy lập tỷ lệ của lambda 1 chia lambda 2 bằng bao nhiêu? 704 mà chia cho 528 bao nhiêu nào? Thì ông này là bằng 4 phần 3. Các bạn lưu ý 4 phần 3 thì không được. Không được. Đúng không? Bởi vì 4 phần 3 nó không nằm trong cái bộ này. Không có cái bộ nào có nghiệm là 4 phần 3 cả. Vậy thì thầy phải x2 lên. Thì nó sẽ là bằng 8 phần 6. 8 phần 6 thì ở đây thấy bộ nào cũng có thể. Đúng không? Đó, bộ nào cũng có thể. Thế còn nếu mà thầy nhân nữa lên thì nó sẽ thành là bao nhiêu? Nhân nữa lên thì thầy sẽ thành là 12 phần phần 9. Thì cái này 12 với 9 thì loại rồi. Cái này loại rồi. À vậy thì chốt là 8 và 6. 8 và 6. Đúng không? Vậy có nghĩa là sao? Tại cái vị trí cái điểm M, tại cái điểm M của chúng ta. Tại điểm M thì chúng ta sẽ có là 8 nhân lambda 2 là bằng 6 lambda 1. Và bây giờ nó phải là vân tối của một cái bức xạ. Vì vậy nó sẽ là K cộng 1 phần 2 của cái lambda min. Thế đến đây thì công việc của chúng ta lại gì? Chúng ta lại thay cái khoảng này vào đây. Chúng ta xem là cái K này nó nằm trong khoảng nào. Đúng không? Thầy kêu là K phẩy cho phân biệt mình cái K trên. Thầy xem là K phẩy nằm khoảng nào. Rất là dễ thôi. 6 nhân với 704 thầy chia cho 380 mà trừ 0,5. Thì ông này sẽ là 10,6 này. Đó. Còn cái đầu kia thì là bằng bao nhiêu? À, 760. Thì nó là bằng 5,0 5,05. Mà đề bài yêu cầu là lambda min thế nên K phải mắc. Vậy thì K mắc thầy chọn K ở đây là bằng 10. K bằng 10 thầy thay ngược lên đây thì thầy sẽ dễ dàng thầy tính được cái lambda min. Đúng không? K bằng 10 thay ngược vào dễ dàng tính được cái lambda min.
đúng không nào? Rồi bây giờ mình sẽ xem là nó bằng bao nhiêu nhá. 8 này nhân với 528 hoặc là lấy 6 nhân được. Rồi, thầy chia cho 10,5, thế đó, 10,5. Thì cái này ra là 4,02. 402,28. Có nghĩa là gần nhất thì mình chọn là 402, đáp án A. Được chưa? Mọi người ra đúng như vậy không? Mọi người có ra là 402 giống như thầy không? Câu số 38. Câu này chắc không sai đề gì rồi đúng không? Gõ chuẩn rồi. Nguyễn Thành Lam thề luôn đề này ông nào học chắc like C 9 cộng nhẹ nhàng. Thì thầy đã hứa từ đầu năm là bạn nào học like C chắc nắm được. Đúng không? Thì 100% thi là 9 cộng lý. Đề là hạng thệ, đề đại học. Nhá. Tính K phẩy như nào á? Ô, K phẩy sao lại tính như nào? Đây, thay vào đây, K phẩy nằm trong khoảng là từ đây đến đây. Thì em bấm ra cái khoảng khoảng này. Em thay lambda max vào đây, lambda min vào đây. Đây, thay lambda lớn nhất và nhỏ nhất vào đây thì có đúng ra khoảng K phẩy không? Thì chặn được khoảng này rồi thì tính K thôi. Đúng chưa? Ok. Rồi thì cái đề này nó rất là mềm. Nhưng mà kể cả đề thi đại học cũng thế thôi. Khó nó chỉ có khoảng 2 đến 3 câu là thực sự lạ, khó. Thế còn phần đổ về trước đúng không? Khoảng 35 36 câu thì không thể làm khó ta được nếu chúng ta chắc kiến thức, tự tin. Rồi, câu 38 nhé, xong này. Rồi, bây giờ mình tiếp tục đến câu 39. Sắp tới không biết là có cái đề thi thử nào mà nó có cái mức độ nó khó hơn không? Thì các bạn thấy là ở đâu có đề thi thử hay, các bạn cứ gửi cho thầy nha, thầy sẽ chữa cho các bạn. Trong cái thời gian tới sẽ chữa rất là nhiều đề. Được chưa? Rồi, bắt đầu. Cái gì thế, sao lại có một ông là cái gì chắc là không giòn đâu, sao bây giờ lại có cái chen là chắc là không giòn đâu nhỉ, thầy không biết là cái chen đấy. Rồi câu 39 nhá, câu 39 đây, các em nhìn đối thủ này, vẫn còn 1.500 đối thủ đấy, vận dụng cao đấy, đến cuối vẫn còn 1.500 đối thủ. Câu 39 nào, bây giờ xem này, hai điểm MN rồi nằm trên một cái trục OX cùng phía so với O, một sóng cơ hình sin lan truyền rồi từ M đến N. Bước sóng là bao nhiêu không biết, nhưng mà MN lambda trên 12. Đây là phương trình của M. Và người ta yêu cầu là tính tốc độ của phần tử N ở thời điểm là T là bằng 1 phần 3 giây. Ô thì cái này dễ nhỉ. Từ UM thì thầy dễ dàng thầy suy ra ông UN thôi. UN là 5 nhân cos của 10 pi t trừ 2 pi d. D là lambda chia 12. Đó, đây là UN. Đây là UN, vậy thì thầy dễ dàng thầy suy ra VN thôi. VN là bằng trừ omega, omega đây. Vậy trừ 50 pi nhân sin của 10 pi t trừ. Cái này thì thôi mình rút gọn lambda rút đây, 2 pi phần 12 thì là trừ pi trên 6 nhá. Thế thôi, xong các bạn vứt cái thằng t là bằng 1 phần 3 vào cái chỗ này, các bạn bấm máy tính thôi. Đúng không? Làm gì nhiều đâu. 39 xem ra bao nhiêu nào? Đây nhẩm được không ạ? 1 phần 3 thì cái này là 10 pi phần 3 trừ 10 phần 3 trừ 1 phần 6 để xem nó bằng bao nhiêu, 19 phần 6. Vậy là bằng pi trên 6. Xin pi trên 6 thì nó là bằng 1 phần 2 ấy nhỉ. Vậy nó phải là bằng 25 pi nhỉ. Đúng không? Đây thầy tính ra nó bằng 25 trừ 25 pi. Nhưng mà đây người ta hỏi tốc độ, có nghĩa là mình lấy trị tuyệt đối thằng này lên thì đáp án nó là B. B nhá. Các bạn tính ra A kìa. Sin mà, đây là sin mà. Bị người yêu đá nên vào vào xem thầy giải để quên đi nỗi buồn à? Ok, thế tốt rồi. Thế thì người yêu càng đá càng tốt, đúng chưa? Rồi. Nào, rồi còn câu cuối cùng. Cơ hệ đây. Đúng không? Xem cơ cơ hệ này khó không nhỉ? Thì các bạn phải hốt cơ hệ lắm, nhưng mà cơ hệ đi thi nó không quá khó đâu nhá, mọi người tự tin mà làm nhá. Được chưa? Có năm 2018 nó khó nhất đấy, kỷ lục ấy. Thì là câu cơ hệ thực sự khó, còn các năm sau thì nó cũng không quá là thách thức với chúng ta đâu. Câu 40. Hai vật nhỏ AB có cùng khối lượng là 1 kg. Được nối với nhau bằng một cái sợi dây mảnh nhẹ, không dẫn điện và dài là 8. Rồi. Vật B thì được tích đến một cái điện tích là Q. Vật A thì không nhiễm điện. Rồi vậy là điện tích nó chỉ có một thằng thôi. Rồi có K. Hệ được đặt trên một cái lò xo.
À, mặt phẳng nằm ngang nhẵn, tất nhiên là không ma sát rồi, nhẵn. Rồi, điện trường là bằng như này. Hướng dọc theo trục của lò xo. Ban đầu hề nằm yên lò xo bị giãn, vậy là chúng ta phải hiểu là cái lực điện lúc này nó đang kéo cái vị trí cân bằng nó bị dịch ra ngoài. Đúng không? Nào bây giờ mọi người tưởng tượng đây là cái vị trí, đây là cái lò xo nhá. Đúng không? Bây giờ chúng ta treo cái hệ vật vào thì lò xo nó bị giãn ra ngoài một lượng. Đúng không? Đây là vật A này. Đó, đây là vật A này. Vật B nối bởi sợi dây này. Thế thì cái gì kéo nó ra? Thì nó chính là do cái lực điện, ép điện. Lực điện tác dụng vào thằng B ấy mà. Đúng không? Vậy là bây giờ ta sẽ tính được cái gì? À đây. Cái vị trí cân bằng ở đây. Đây vị trí cân bằng O. Đây là vị trí lò xo không biến dạng. Vậy chúng ta tính được ngay cái delta L0 là bằng ép điện và chia cho K. Ép điện là bằng QE chia K. Chúng ta tính luôn xem mấy cm. Q ở đây là bằng 2 nhân 10 mũ à, xin lỗi, 2 nhân 10 mũ 5 là E, nhân với Q là 10 mũ trừ 6. Đây, cái này nhân cái này. Chia cho K là 10. Rồi, bằng 0,02. Có nghĩa là bằng 2 cm. Đấy, vậy là tính được cái độ biến dạng. Người ta nói làm sao? Cắt cái dây nối. À, vậy thì ở đây cắt dây nối. Thế thì điều gì xảy ra lúc này? Thầy xét cái vật A. Vật A. Lúc này vật A chúng ta thấy là nó đang có ly độ x là bằng 0, v bằng 0. Bây giờ mình cắt cái dây nối ở đây một phát thì lập tức là mất cái lực điện tác dụng vào hệ vật AB. Vị trí cân bằng của chúng ta nó sẽ dịch về đây này, nó sẽ dịch về vị trí O chứ không còn là O1 nữa. Thế nên lập tức là lúc này x của chúng ta nó sẽ là bằng bằng 2. Còn V bằng 0. Nhìn vào đây thì thầy thấy là biên độ A là bằng 2. Đó, biên độ A bằng 2. Và lúc này thằng A sẽ dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O đây. Đó, với cái biên độ là 2. Và nó đi từ vị trí này là từ vị trí biên dương. Người ta nói là khi lò xo có chiều dài ngắn nhất lần đầu tiên. Chiều dài ngắn nhất lần đầu tiên, vậy thì lúc này cái vật A của chúng ta nó sẽ đạt tới vị trí là biên gì ạ? Biên âm. Biên âm. Đúng không? A này nó sẽ di chuyển vào đây đến vị trí biên âm. Và trong cái thời gian T là bằng bao nhiêu? Đang ở biên dương mà về đến biên âm thì đi trong T trên 2 thôi. T là bằng 2 pi nhân căn của gì? M trên K. M của bọn này là bằng 1 kg hết này. Chia cho K. K là bao nhiêu? K là bằng 10. Đó, rồi chia cho 2. Cái này xem là bằng bao nhiêu giây nhỉ? Thầy xem cái này bao nhiêu giây? Pi với căn 10 đây là mất rồi, 2 trên 2, vậy cái này là bằng bằng 1 giây. Đúng chưa? Cái này bằng 1 giây, nhẹ nhàng. Đúng không? Vậy là vật A nó sẽ đi từ biên dương về biên âm hết 1 giây. Thế còn vật B thì sao? Vật B. Vật B nó chịu tác dụng của lực điện. Vì vậy cái lực điện này sẽ gây ra gia tốc cho vật B. Gia tốc A sẽ được tính là bằng ép điện mà chia cho gì? Được tính bằng ép điện mà chia cho M của B. Ép điện là QE chia MB. Thì tính xem ra đây bằng bao nhiêu này. Đấy, tính xem bằng bao nhiêu nha. QE rồi chia cho MB là chia cho 1. Cái này nó bằng 0,2. Có gia tốc rồi. Vậy là lúc này các bạn tưởng tượng vật B sẽ chuyển động từ đây nhanh dần đều với cái gia tốc là A sang bên này. Thế nên cái quãng đường vật B đi được thì kiểu là SB. Nó được tính là 1 phần 2 AT bình phương. A là bằng 0,2. T là bằng 1. Thầy thay vào. Thay vào. Cái này là 1 phần 2 nhân 0,2. Vậy thì là bằng 0,1. 0,1 mét. Đúng chưa? À vậy thì bây giờ nhìn vào cái sơ đồ mà thầy mô tả trên hình thì chúng ta dễ thấy là cái khoảng cách giữa hai vật AB bây giờ bằng mấy. Ban đầu nhá, ban đầu này, hai ông này cách nhau một đoạn chỗ này là mấy? Là 8. Chính là cái chiều dài sợi dây đây là 8 cm. Ông A đi từ đây về đây thì có đúng là ông A đi được một cái đoạn này là bằng hai lần biên độ là tại 2, vậy thì đi được đoạn này là 4. Thằng này đi từ đây về đây nhanh dần đều đi được 0,1 mét, có nghĩa là 10 cm nữa. 10 nữa. Vậy là 4 cộng 8 cộng 10, vậy thì khoảng cách là 22 cm. Và đáp án của chúng ta là A. Đúng không? Rồi, 40A. Nhẹ nhàng luôn.
Được chưa mọi người ơi? Ổn chưa? Đấy. Thế thôi, thế là mình chữa xong cái đề sở Nam Định. Đúng không? Mà đúng như mọi người nói, đề này nó hơi dễ. Tất nhiên. Tất nhiên là nó cũng có rất nhiều yếu tố để mình tham khảo nhá. Quan trọng là đấy, sau buổi hôm nay thì có phần kiến thức nào mà mình không nắm được. Thế mới là quan trọng. Chứ còn 9 10 hay là có được 11 đề điểm ở cái đề này mà xong không rút ra được bài học thì cũng không để làm gì. Ok. Rồi, vậy là xong cái bài ngày hôm nay rồi nha. Bây giờ thì thầy sẽ dừng livestream này thôi. Và hẹn gặp lại các bạn vào những cái buổi học tiếp theo nha. Thầy nhắc các bạn trong khóa live C, bạn nào ở đây mà trong khóa live CTG thì các bạn nhớ lịch nha. Các bạn nhớ lịch là thứ sáu tuần này chúng ta sẽ có một cái buổi học đặc biệt nha. Có một buổi học đặc biệt để dừng dừng lại cái khóa học của chúng ta từ đầu năm. Được không nào? Rồi. Sao không thầy không dạy full tuần đi thầy giống thầy Thuận? Yên tâm, thầy Thuận dạy như thế nào thì thầy sẽ dạy giống như vậy. Nha, sang tuần sau thầy sẽ dạy rất rất nhiều. Rất rất nhiều cho các bạn. Được chưa? Càng gần cuối thì dạy càng nhiều. Được không? Yên tâm. Ừ. Rồi, thôi bây giờ thì mình dừng like nhá. Rồi, thầy sẽ ngồi chỉnh sửa nốt cái đề tủ trong thầy đăng cho các bạn trong khóa học. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại buổi học sau nhé, xin chào.